kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay thì các tỉnh thành miền Bắc nước ta sẽ phổ biến là trạng thái mây thay đổi và những cơn mưa rào và dông thì chỉ xảy ra ở một vài nơi thuộc vùng núi phía Bắc về đêm. Ban ngày thì hầu khắp khu vực Bắc Bộ trời sẽ có nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay sẽ duy trì ở mức là 32 đến 35 độ. Nhìn chung thì thời tiết tại Bắc Bộ sẽ ít gây trở ngại cho các hoạt động giao thông của người dân trong ngày làm việc đầu tuần. Được nhận định chưa có hình thế gây mưa đặc biệt chi phối, nên trong ngày hôm nay thì khu vực miền Trung vẫn phổ biến là ít mưa. Ban ngày trời sẽ có nắng nhiều và nắng nóng sẽ lan rộng trên các khu vực. Dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên thì sẽ có mức nhiệt độ cao nhất là 35 cho đến 37 độ. Một số nơi thuộc vùng núi phía Tây khả năng là trên 37 độ. Về đêm thì trời không mưa, gió thổi nhẹ cùng nhiệt độ lúc này giảm về khoảng 27 đến 30 độ. Những vùng tiếp giáp biển thì sẽ có nhiệt độ dễ chịu hơn một chút. Các tỉnh thành còn lại thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh nên thời tiết trong ngày hôm nay duy trì trạng thái là mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất buổi trưa vẫn sẽ không vượt quá ngưỡng 31 độ ở vùng cao nguyên và phổ biến là khoảng 30 đến 33 độ ở Nam Bộ. Mưa rào và dông sẽ xảy ra tập trung vào lúc chiều tối và tối và đây cũng là thời điểm tan tầm nên những cơn mưa sẽ phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông của người dân. Còn ban đêm thì trời sẽ khá mát mẻ, nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất là 24 đến 27 độ ở Nam Bộ, còn tại Tây Nguyên nhiệt độ lúc này chỉ khoảng 21 đến 24 độ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội được dự báo sẽ phổ biến là mây thay đổi, trời hầu như là không có mưa và có nắng. Càng về trưa thì cường độ nắng càng diễn ra mạnh hơn, kéo theo sự gia tăng về nhiệt trên toàn khu vực. Và buổi sáng thì nhiệt độ duy trì ở mức là 27 cho đến 29 độ và đến khoảng sau 13 giờ nhiệt độ sẽ đạt mức cao nhất xấp xỉ là 35 độ. Nhìn chung thời tiết trong ngày thứ hai đầu tuần thì sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Đồng thời các hoạt động giao thông cũng như là du lịch trên địa bàn thủ đô cũng sẽ diễn ra khá thuận lợi. Thuộc vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ nên nền nhiệt của thành phố Hải Phòng sẽ thấp hơn so với thủ đô Hà Nội. Dự báo ngày hôm nay tại nơi đây trời nhiều mây hơn trong thời điểm ban sớm. Nhiệt độ lúc này dao động quanh mức là 26 đến 27 độ. Cùng với đó thì gió biển thổi nhẹ nên cảm giác mát mẻ vẫn duy trì. Đến trưa và chiều trời sẽ có mây thay đổi, nắng diễn ra gián đoạn và nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ lên đến 33 đến 34 độ, mưa hầu như là ít có khả năng xảy ra. Nhìn chung thời tiết sẽ thuận lợi cho các hoạt động mua bán và thông thương của người dân thành phố cảng. Ngoài ra thì sóng gió tại vùng ven biển duy trì cường độ trung bình nên bà con ngư dân có thể tiến hành các hoạt động đánh bắt và khai thác hải sản. Xuống đến thành phố miền Trung Đà Nẵng, từ ngày hôm nay thời tiết vẫn khô ráo, trời không mưa và có nắng cùng nền nhiệt tăng dần. Thời gian có mức nhiệt 35 độ sẽ xảy ra trong khoảng từ 10 giờ đến 16 giờ chiều, nên lúc này người dân sẽ có cảm giác oi nóng. Và sau 16 giờ chiều thì nắng bắt đầu dịu đi nên nền nhiệt độ giảm dần, về đêm thì sẽ giảm xuống mức thấp nhất là khoảng 26 đến 27 độ. Khả năng trong một vài ngày tới thời tiết tại Đà Nẵng vẫn diễn ra ổn định nên thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân. Thuộc khu vực vùng cao Tây Nguyên nên tại thành phố Buôn Ma Thuột thời tiết sẽ thuận lợi hơn trong khoảng sáng đến trưa với trạng thái tạnh ráo và có nắng nhẹ. Sau đó từ khoảng chiều tối đến đêm thành phố sẽ có những cơn mưa rào nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Nhiệt độ trưa chiều tại thành phố chỉ dao động ở mức là 29 đến 31 độ, thấp nhất về đêm hạ dần xuống còn khoảng 23 đến 24 độ, cùng độ ẩm không khí dao động từ 68 đến 95%. Dự báo trong những ngày tới kiểu thời tiết này còn tiếp tục duy trì tại khu vực. Xuống đến thành phố Hồ Chí Minh thì do đang trong thời kỳ giữa mùa mưa nên dự báo trong hôm nay thời tiết tại thành phố vẫn nắng ráo vào buổi sáng và trưa với cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ cao nhất chỉ tăng lên mức là 32 đến 33 độ. Sau đó thì khoảng chiều tối mây đối lưu lại bắt đầu phát triển gây mưa rào và dông trên khu vực nên làm nhiệt độ giảm xuống. Về đêm nhiệt độ tại thành phố chỉ còn khoảng từ 25 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trong hôm nay tại đây dao động khoảng 70 đến 95%. Cuối cùng như thường lệ sẽ là thời tiết tại thành phố miền Tây Cần Thơ. Ngày hôm nay, thành phố tiếp tục duy trì trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn và ít mưa từ khoảng sáng đến trưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là 32 độ và độ ẩm thấp nhất lúc này sẽ vào khoảng 75%. Sau đó, thành phố thì sẽ có cơn mưa rào. Ban đêm trời giảm mưa, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 26 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.